Thu Trang tiến luật, dự định sinh thêm con sau 10 năm dù đã U40, can thiệp y khoa để đạt mong ước. Cặp vợ chồng Hoa hậu làng hài Thu Trang và Tiến Luật gây bất ngờ khi chia sẻ dự định sinh thêm con sau gần 10 năm có con trai Andy. Sốc hơn nữa là hai vợ chồng đều quyết định muốn có con bằng phương pháp nhân tạo. Thu Trang Tiến Luật là cặp vợ chồng nghệ sĩ từ lâu đã được xem là bền bỉ hạnh phúc bậc nhất của showbiz Việt. Sau hàng chục năm sống cùng nhau, kết hôn và về chung một nhà, cả hai đã khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ bởi tình yêu ngọt ngào, luôn mặn nồng và không thay đổi. Cặp đôi cũng chính là minh chứng sống cho tình yêu chân thành, bền chặt của những người đang hoạt động nghệ thuật. Thu Trang và Tiến Luật là đôi vợ chồng thường xuyên có những hoạt động ấn tượng, nhất là những năm gần đây khi cả hai đã thành lập công ty truyền thông riêng và tự sản xuất, cho ra đời nhiều dự án phim ảnh được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Hiện tại, bên cạnh sự nghiệp thành công, kinh tế vững chắc, thì cặp đôi Hoa hậu làng hài cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi độ hạnh phúc viên mãn từ gia đình nhỏ. Mới đây, Thu Trang và Tiến Luật cũng vừa mới công bố đến khán giả một căn biệt thự mới tậu nằm ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, được thiết kế đầy sang trọng, lên đến hàng tỷ đồng. Đây cũng là thành quả mà hai vợ chồng gặt hái được sau nhiều năm lăn lộn và hoạt động hết mình trong showbiz. Thu Trang và Tiến Luật hiện đang có với nhau một nhóc tỳ là bé Andy, sinh năm 2014. Đây cũng chính là quả ngọt cho tình yêu bền chặt của cả hai. Andy giờ đây đang ngày càng trưởng thành, sở hữu một vẻ điển trai, rất ra dáng một chàng thiếu niên. Hiện tại đã ở độ tuổi 40, cặp đôi vẫn chưa có con thêm. Tưởng như Thu Trang và Tiến Luật sẽ quyết định chỉ sinh một bé Andy, nhưng mới đây cặp đôi đã bất ngờ thông báo một tin khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Cụ thể, tại buổi họp báo công bố phim Chuyện Sống Tôi, Con Nhóc Mất Chồng, một dự án điện ảnh do chính hai vợ chồng sản xuất, Thu Trang Tiến Luật đã gây sốc khi tiết lộ thông tin, cho biết cả hai đang muốn có thêm con sau 10 năm có bé Andy. Thậm chí Thu Trang còn cho biết rằng muốn sinh đôi và là con gái. Hơn nữa, cả hai cũng sẽ quyết định chọn cách có thai bằng phương pháp nhân tạo. Mặc dù đã trải qua và thực hiện những bước cơ bản đầu tiên, tuy nhiên đến hiện tại vì một số lý do nên vẫn chưa thể nào thực hiện được mong ước của cả hai vợ chồng. Theo đó, chia sẻ trước truyền thông, Thu Trang có bộc bạch: lúc trước khi làm bộ phim điện ảnh này thì từ tận năm ngoái, cả tôi và anh Luật đều có dự định sẽ sinh thêm bé nữa. Không biết vì sao, nhưng đến tuổi này thì tôi lại muốn có thêm con, muốn có thêm hai bé gái nữa. Tôi rất là nôn nóng điều đó. Nói thêm trước truyền thông, Thu Trang cũng không ngần ngại cho biết cô và chồng đều quyết định có con bằng phương pháp nhân tạo. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đều phải dừng lại bởi lý do dính vào vài lịch trình làm việc để đảm bảo an toàn, nên đến giờ nữ diễn viên vẫn chưa thụ thai. Tôi và anh Luật đã sẵn sàng kế hoạch rồi, cũng đã đi gặp bác sĩ. Sau khi nghe những chia sẻ thì tôi cũng đã hút trứng, tạo phôi xong xuôi cả rồi và chỉ cần bỏ phôi vào thôi. Đến khi chuẩn bị làm bộ phim này thì tôi nghĩ phim này không có cảnh hành động hay nặng đô gì cả, thì khi để phôi vào tôi nghĩ sẽ vẫn bình thường. Lúc mang thai Andy thì đến tận tháng thứ 8 tôi mới nghỉ làm việc, thế nên tôi cứ làm mọi thứ, nghĩ rằng đến ngày đến giờ để phôi vào là thôi. Nhưng sau đó tôi lại nhận một dự án từ một người anh trong nghề và khoảng tháng 4 này bấm máy, anh Luật có khuyên là hoãn lại nên đến giờ tôi vẫn chưa có thai. Tuy nhiên kế hoạch thì đã có, năm nay chưa thì có thể năm sau, Thu Trang giải bày thêm. Với lời lên tiếng xác nhận kế hoạch có con trong tương lai, Thu Trang và Tiến Luật đều khiến khán giả bất ngờ bởi quyết định quá táo bạo này. Hơn nữa, cả hai cũng đã đạt ngưỡng tuổi U40 sau 10 năm có bé Andy. Người hâm mộ bên cạnh đó cũng bày tỏ sự phấn khích bởi thời điểm hiện tại sau khi đã ổn định mọi thứ thì việc có con cũng sẽ khá tốt cho cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng mong Thu Trang mau sớm thực hiện kế hoạch bởi hiện tại nữ diễn viên cũng đã lớn tuổi, nếu không nhanh chóng thì khá khó khăn cho quá trình mang thai sau này. Hiện phát ngôn của cặp đôi vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm và xôn xao của dư luận. Bên cạnh đó là những lời chúc mong cặp đôi sớm thực hiện được ý nguyện của mình.